Bếp thứ tư hôm nay vô bếp làm món ăn vặt nha các bạn. Hôm nay làm món ăn vặt là đây có củ khoai tây, cà rốt, cô Tư đã bằm nhuyễn rồi, với là mấy miếng tàu hũ, với một chút đầu đũa cô Tư sắc ra, cô Tư trộn vô nha, lát cô Tư chiên. Này làm món ăn vặt các bạn ơi. Ăn vặt ăn rau củ quả còn tốt hơn ăn bánh trái nữa. Rồi tôi bỏ vào đây. Đập trứng gà bỏ vô. Bỏ hành vô. Rồi tán tàu hũ. Tán tàu hũ nát hết rồi chúng ta bỏ vô luôn. Các bạn buồn buồn á, các bạn làm món ăn vặt rau củ quả còn tốt hơn mình đi ăn bánh ăn trái ngoài hàng, có tốt cho sức khỏe nữa. Giờ mình trộn xong rồi mình gõ vô đây nha. Cho gà tí bột. Rồi chúng ta đánh lên. Ta đánh đều lên. Chúng ta không cần bỏ gì nữa nha các bạn. Chỉ bỏ như vậy thôi. Một lát khi mình chiên xong rồi mình ăn với tương ớt, với ba chua me. Chúng ta trộn cho đều đi. Rồi giờ chúng ta bắt cái chảo dầu lên, chúng ta bỏ lên nha. Giờ dầu của chúng ta nóng rồi, chúng ta bỏ vô chiên nha. Này của Tư đã trộn rồi. Này chiên giòn ăn ngon lắm. Chúng ta cứ ép như vậy. Cứ làm này chiên lần lượt cho hết luôn. Bây giờ nãy giờ chúng ta chiên, bây giờ đã giòn rồi các bạn. Bây giờ cô Tư vớt ra nha. Giờ cô Tư tắt lửa. Chiên vàng hết. Rồi giờ chúng ta để cho ráo nha. Để cho ráo chứ. Ráo bằng cái dầu. Ráo dầu lát bỏ ra dĩa. Các bạn ơi, giờ món ăn vặt của chúng ta chiên đã xong rồi. Bây giờ các bạn cứ làm thử món này. Món này cũng có thể ăn chay được các bạn. Tại giờ có nhiều người ăn chay mà vẫn ăn hột gà. Tại hột gà này là hột gà công nghiệp nên người ta có thể ăn được, cái này ăn chay được, ăn chơi được. Rồi cô Tư làm xong, cô Tư chúc các bạn làm thử món này nha các bạn. Cô Tư chào các bạn.